Hello, xin chào các bạn nhá. Các bạn thấy ở có một cái cây ở giữa màn hình đúng không các bạn? Đây. Và có một cặp đùi. À, mình phát hiện ra đây có một con khỉ nhông. Mình sẽ bắt nó cho các bạn xem nha. Rồi. Đây là chỗ đó. Đây là rồi. Mình cũng không biết nó trốn đi đâu các bạn. Mình suy nghĩ là rất là nó trốn đến khe rồi. Bye bye.